Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Trung Chính Audio. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một loại lo nén của thương hiệu Bob đến từ Đức. Đó là lo nén LVC3481-12. Và sau đây là clip chi tiết và thông số kỹ thuật của lo Bob 3481-12. Lo nén Bob LVC3481-12 là một sản phẩm thương hiệu của Bob đến từ Đức, được sản xuất tại Đài Loan. Lo cung cấp khả năng tái tạo giọng nói và phân phối âm thanh tuyệt hảo đối với phạm vi rộng, thích hợp ứng dụng trong các hệ thống loa thông báo tại công viên, công trình công cộng, khu vực ngoài trời. Lo Bose LVC3481-12 là lo nén có kích thước nhỏ gọn 156x184mm. Sản phẩm được làm bằng chất liệu nhựa ABS, phủ bên ngoài là lớp màu xương xám, có khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP65. Khi lắp đặt, lo được đấu nối với thiết bị bao gồm máy biến áp 100V với các điểm dây trên cuộn dây nhằm thuận tiện cho các việc cài đặt các công suất khác nhau. Lo nén Bose LVC3481-12 có công suất định mức là 10W, trọng lượng khoảng 1,25kg. Sản phẩm được nhà sản xuất tặng kèm giá đỡ để thuận tiện cho việc lắp đặt trên cao. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Lo nén Bose LVC3481-12 là một sản phẩm tuyệt vời đối với các ứng dụng ngoài trời như các khu công viên, các sân thể thao, khu triển lãm, nhà máy, bể bơi, v.v. Và vừa rồi là đặc điểm và thông số kỹ thuật của lo Bose 3481-12. Và nếu các bạn đã và đang quan tâm, xin liên hệ tới các số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn và tạm biệt. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.